Quyển 96 thứ 3 Nhiếp Trạch sự duyên khởi thực đế giới khế kinh phần 4. Lại nữa Ốt Đà Nam nói chung, nghĩa chung thầy, quang thầy, thọ thầy là rốt sau. Ốt Đà Nam nói riêng, nghĩa chung tự loại riêng, tọa chuyển sau ba cầu. Nên biết các cõi lược có hai chủng, một trụ tự tánh cõi, hai tập tăng trưởng cõi. Trụ tự tánh cõi là 18 giới rơi trong sự tương tục của chính nó, mỗi mỗi quyết định có chủng tử sai biệt. Tập tăng trưởng cõi là các pháp hoặc thiện hoặc bất thiện về sanh trong các đời khác trước đã lớp lớp huân tập khiến kia hiện hành, nên ở thời này chủng tử nương gá tương tục mạnh mẽ, do đây làm nhân vừa gặp chút duyên liền có thể hiện khởi, quyết định không thể khác được. Lại nữa tóm lại mà nói, tùy cõi có 18 chủng loại khả đắc, nhưng mỗi một cõi thì nghiệp đi đến từng phẩm loại hữu tình sai biệt, nên có chủng chủng phẩm loại sai biệt, cho nên biết được chúng có vô lượng. Ví như ác xoa tụ ở thế gian, trong tụ đây có nhiều phẩm loại, vì cùng một chủng loại nên chỉ nói là một mà thật ra có vô lượng. Cũng vậy ở trong mỗi một cõi đây có vô lượng phẩm loại sai khác, vì cùng một chủng loại nên tuy thuyết một mà thật có vô lượng. Lại nữa các cõi như vậy do chỗ tích tập thành của lực thắng giải, nếu trước là thắng giải ác thì tập thành cõi ác, nếu trước là thắng giải thiện thì tập thành cõi thiện, tùy theo chỗ tập thành trở lại cùng hữu tình đồng pháp giống nhau như vậy mà chuyển. Tức là tất cả giống nhau từ tướng đến đi, đồng tụ đồng kiến, đồng ý thắng giải. Như vậy nên nói hữu tình các cõi giống nhau, cộng tướng sung mãn mà chuyển. Lại nữa do cầu phạm hạnh lực tăng thượng nên trước sanh khởi tín, thứ đến ở nơi giới luật chuyển chuyển thọ học, ở nơi tội lỗi hiện hành quán mình quán người mà sanh tạm quý. Lại đối với thệ pháp phát siêng tinh tấn, tụ tập không gián đoạn, đối với việc làm và sở thuyết đã lâu đều không quên mất, nương hai điều đây khiến tâm được định, do tâm định nên có được như thật trí, như vậy gọi là lực tín tăng thượng. Dần dần tiến đến tu tập ba chủng học, một tăng thượng giới, hai tăng thượng tâm, ba tăng thượng tuệ, như đây là tư tưởng đạo thủ thắng của ba học. Tức là chánh kiến thế gian, diệu hành, huệ xả, dễ cấp dưỡng, dễ vừa lòng, ít muốn vui đủ, cùng bốn nhiếp sự. Các tướng dễ cấp dưỡng với câu nghĩa sai khác như trong Thành Phản Địa đã thuyết, như vậy nên biết gọi là cầu phạm hạnh đã được viên mãn. Người cầu phạm hạnh thành tựu như vậy trở lại cùng các loại hữu tình giới giống nhau, cộng tướng sung mãn chuyển chuyển, kẻ xa lìa giới đầy trở lại cùng các loại hữu tình xa lìa giới giống nhau, cộng tướng sung mãn chuyển chuyển. Trong đây nên biết vì quả nương nơi nhân, chẳng phải nhân nương nơi quả, vô minh giới đuổi theo các giới của sáu xứ làm duyên. Vì sở y riêng khác nên phất khởi chủng chủng phẩm loại vô minh xúc, chủng chủng phẩm loại vô minh xúc đây lấy làm duyên, nên phát khởi vô minh xúc phát sanh chủng chủng phẩm loại cao thọ, vô minh xúc phát sanh chủng chủng phẩm loại cao thọ lấy làm duyên, nên phát khởi vô minh xúc phát sanh các thọ làm duyên tham ái. Vì ái làm duyên nên có thủ, nói rộng cho đến khổ uẩn lớn tích tập, nên biết đây gọi là nương cầu hữu, nên kiến lập các cõi. Lại vô minh giới theo đuổi các giới của sáu xứ làm duyên khởi vô minh xúc, vô minh xúc đây lấy làm duyên, nên ở nơi các cảnh giới phát khởi không như lý, chấp giữ tướng hảo, chỗ có các tưởng, tưởng đây làm duyên, nên ở nơi các cảnh giới phát khởi mong muốn, mong muốn làm duyên nên phát khởi chạy theo pháp kia, sanh nhiều tùy tâm tư, do chạy theo pháp kia nhiều tùy tâm tư lấy làm duyên, nên phát khởi tưởng nhớ nghĩ sầu yêu khiến thần tâm nhiệt não, thần tâm nhiệt não lấy làm duyên, nên ở nơi chủng chủng phẩm loại các cảnh giới suy nghĩ tìm cầu sai biệt đều có thể rõ biết. Như vậy nên biết đường cầu dục nên an lập các cõi. Lại nữa Ốt Đà Nam nói, ba bảy giới nhiếp nhau kiến tưởng và hy kỳ, tánh sai biệt kiến lập tịch tĩnh sau ngu phu. Cõi có ba chủng, một sắc giới, hai vô sắc giới, ba diệt giới. Lại có bảy cõi, một quang minh giới, hai thanh tịnh giới, ba không xứ giới, bốn thức xứ giới, năm vô sở hữu xứ giới, sáu phi tưởng phi phi tưởng xứ giới, bảy diệt giới. Nên biết trong đây sắc giới nhiếp quang minh giới và thanh tịnh giới, vô sắc giới nhiếp bốn vô sắc là không xứ giới, thức xứ giới, vô sở hữu xứ giới, phi tưởng phi phi tưởng xứ giới, diệt giới trở lại nhiếp diệt giới. Lại các tham cõi sắc do kiến, do thọ hiền pháp nên khắp ở trong tất cả sắc giới địa an lập quang minh giới và thanh tịnh giới. Lại biết khắp bảy cõi như vậy phải nên rõ biết,
Phương tiện đạt được phải nên rõ biết, tức sự đạt được các cõi đây phải nên rõ biết, sở vì đạt được phải nên rõ biết. Việc khắp các cõi như vậy phải nên rõ biết do bốn nhân duyên. Việc có sự trái nhau, tức sở trị, năng trị đối đãi nhau, vì hẹp nhỏ, vô lượng đối đãi nhau, vì có và chẳng phải có đối đãi nhau, vì hữu thượng vô thượng đối đãi nhau. Tối hữu tâm làm duyên nên thi thiết ánh sáng, bất tịnh làm duyên nên thi thiết thành tịnh, cõi sắc làm duyên nên thi thiết hư không. Đây gọi là việc có sự trái nhau, tức đối đãi sở trị kia nên thi thiết năng trị, do sự đối đãi kia nên ở trong ấy tránh giác tuệ chuyển. Do duyên cảnh thức có lượng hẹp nhỏ lấy làm duyên nên thi thiết thức vô biên xứ. Do sở hữu nhỏ bé làm duyên nên thi thiết vô sở hữu xứ. Do tất cả hữu thù thắng hơn cả hiện tiền lấy làm duyên nên thi thiết phi tưởng phi phi tưởng xứ là hữu vô thượng. Do hữu thân chỗ có tương ương các phiền não đoạn trừ lấy làm duyên nên thi thiết diệt giới là diệt vô thượng. Nên biết hữu đảnh còn có pháp vượt hơn, diệt giới thì ở nơi các pháp đều không gì vượt hơn. Hữu tưởng định gọi là hành hữu. Và trong thứ tự bảy cõi từ quang minh giới cho đến vô sở hữu xứ giới, tất cả đều là hữu tưởng định nên đều do thuận theo hành định mà đạt được. Đó là nắm giữ tướng sáng suốt đồng với tưởng quang minh, tu tập tạm ma địa, theo đó thu được tưởng quang minh định. Như vậy do nắm giữ tướng hư không thanh tịnh đồng với tưởng thức vô biên, tưởng vô sở hữu nên biết cũng vậy. Phi tưởng phi phi tưởng xứ do tác ý vô tướng mà phương tiện nhập vào, vì nắm giữ tưởng cực tế là bậc nhất, lúc khởi thắng giải, các hữu tịch tĩnh, tùy thuận thu được đệ nhất hữu định. Vì không tư duy tất cả tướng, vì tránh tư duy vô tưởng giới, vì do vô tướng nên thân diệt, theo đó thu được diệt định, diệt giới. Hai chủng như vậy chẳng do hành, định tùy theo đó mà đạt được. Vì vĩnh viễn hại diệt sở hữu tham sắc giới, vô sắc giới, vì không chìm đắm hạ liệt, vì không quá cao cử, vì an trụ giải thoát, như vậy các định được tùy chỗ muốn có lực điều nhu tự tại mà chuyển. Đây gọi là đạt được các cõi. Lại các cõi đây năng tùy thành tựu tám định giải thoát, nên biết cõi đầu năng theo đó thành tựu hai định giải thoát thứ nhất và thứ hai. Cõi thứ hai đây năng theo đó thành tựu định giải thoát thắng tịnh lự thứ ba. Còn lại năm cõi đây thứ lớp năng theo đó thành tựu năm định giải thoát. Lại các thầy ngoại đạo muốn khiến đệ tử ở trong ba xứ được thăng tiến nên được thuyết pháp. Một, có một loại ở cõi thấp dục giới, vì khiến có được khoái lạc trong người cho đến sanh trời tha hóa tự tại, nên tuyệt thuyết các hành năng cảm quả kia. Hai, có một loại ở cõi trung sắc giới, vì khiến có được sự sanh đến trong chúng đồng phận phạm thế gian thảy, nên tuyệt thuyết các hành năng thu được quả kia. Ba, có một loại ở cõi diệu vô sắc giới, vì khiến có được cho đến sanh trong chúng đồng phận phi tưởng phi phi tưởng xứ, nên tuyệt thuyết các hành năng cảm quả kia. Như vậy thuyết cõi thấp kém kia làm duyên gọi là lời thấp kém, cõi trung làm duyên gọi là lời trung, cõi diệu làm duyên gọi là lời diệu. Các đệ tử kia nghe pháp đây rồi trở lại khởi tưởng hiểu sai biệt như thế, tưởng hiểu như vậy cũng gọi là tưởng thấp, tưởng trung và tưởng diệu. Như tưởng ấy như vậy phát sanh nhẫn lạc, nhẫn lạc như vậy phát sanh kiến thấp, kiến trung và kiến diệu. Kẻ kia do nhẫn lạc kiến như vậy liền ở nơi sanh xứ sai biệt kia tìm hiểu nhẫn cho đến chấp là thù thắng hơn cả, nên tạo tác tăng trưởng nghiệp tương ứng kia. Tìm hiểu như vậy gọi là nguyện thấp, nguyện trung và nguyện diệu. Nên biết hai loại người thuyết và hành đây cũng gọi là bồ đặc giả là phẩm thấp trung diệu. Lại người thuyết và người hành kia cũng vì người mà tuyên thuyết pháp thấp trung diệu như vậy, những kẻ kia cũng thu được kết quả sanh như vậy. Lại tức kết quả sanh đây vì trước sau so lẫn nhau có sai khác nên an lập các cõi thấp kém trung diệu riêng khác. Ba chủng như vậy nếu đem so với niết bàn nên biết tất cả đều nhiếp thuộc cõi thấp kém. Nếu trừ Như Lai thì do thắng nghĩa nên cõi diệu làm duyên chỉ thuyết lời diệu, pháp sai biệt còn lại tùy chỗ thích hợp mà biết. Nếu sở hữu hành đi đến các cõi của các bậc thánh nên biết đều là hiện pháp niết bàn, có ngoại đạo mạng chung rồi đến xây trong thế gian đây. Vì nhân tăng trưởng nên các duyên hòa hợp tạm được xuất ra ở trong pháp thiện thuyết tỷ nại gia. Do kẻ kia đời trước là ngoại đạo có kiến hư vọng làm mê loạn nên thời nay tích tập thành vô minh giới rộng lớn, do đây làm nhân nên đối với niết bàn và đại sư sanh khởi nghi hoặc, thối mất chánh pháp và tỷ nại gia trở lại quy y ngoại đạo và các pháp ác thuyết. Kẻ kia do lực nhân đời trước huân tập thường xuyên
cho nên gọi là nói thấp cho đến nói rộng. Còn lại tất cả nên biết như trước đã thuyết. Lại nữa ở chỗ ngoại đạo, đệ tử ngoại đạo mỗi mỗi rộng tuyên thuyết kiến thú riêng, do nhẫn kiến y sai biệt nên tóm được có ba loại. Nếu không ba loại đầy đường chánh pháp, năng khiến vĩnh viễn xả truyền và tùy miên, do xả truyền nên cũng theo đó xả tùy miên, sót thừa cũng không chấp giữ. Nên thật rõ biết ở trong hiện pháp do chuyển kiện, nên cùng người đấu tranh hơn thua ganh ghét lẫn nhau, năng dẫn tất cả điều vô nghĩa cho mình cho người. Tức biết đây rồi xả bỏ tùy miên kia, do xả đây nên tùy miên sót thừa và nhân các chuyển sót thừa rốt ráo không chấp giữ. Ở chỗ ngoại đạo rộng thi thiết kiến thú riêng biệt, đó là chấp thế gian hoặc thường vô thường, nói rộng cho đến như lai diệt, rồi về sau chẳng phải có chẳng phải không. Nếu trong đệ tử ngoại đạo có loại là tánh trị độn nương theo thầy mình hoặc được người khác dạy dẫn, cứ như vậy không suy lường sâu, chấp thủ đám trước kiên cố, chỉ cho đây là chân thật, khác đây đều là ngu si hư vọng, kẻ kia ở nơi tất cả kiên thú riêng khác thầy đều nhẫn thọ, đây gọi là do nhẫn kiến y thứ nhất. Lại có một loại đệ tử ngoại đạo là tánh trung căn, không phải trị độn, đối với pháp không thể tự nhiên mạnh mẽ tìm hiểu quan sát, cũng không theo lời liền sanh tin hiểu, nhưng đối với các kiến thú chuyển trái nhau lại tùy vui thích hành theo một kiến. Kẻ kia đối với một loại kiến thú thì nhẫn thọ, với loại kiến thú khác thì không nhẫn thọ, đây gọi là do nhẫn kiến y thứ hai. Lại có một loại đệ tử ngoại đạo là tánh lợi căn, kẻ kia đối với hít pháp có khả năng tự nhiên mạnh mẽ tìm hiểu quan sát, do thấy các kiến thú ác đã thi thiết đều không đúng lý nên đối với tất cả đều không vui thích, do nhân duyên đầy đều không nhẫn thọ các kiến thú. Đây lại chia làm hai loại bồ đặc giả là: một, hành tà kiến, tánh không kham năng, ý không cầu hiểu; hai, hành chánh kiến, tánh kham năng, có ý cầu hiểu. Một bồ đặc giả là tất cả đều không nhẫn thọ đầu tiên. Đối với pháp thiện thuyết tỷ nại ra, do tỷ lượng không như lý như vậy, không tư duy suy lượng sâu mà chấp cho là không đúng lý, phỉ báng hiền thánh nên khởi kiến vô hữu. Lại ở nơi tất cả các kiến thú khác đều không nhẫn thọ, phương tiện khiến không chỗ ỷ dựa, cũng khiến hoại diệt không chỗ tông thừa, hy vọng phân biệt kế chấp hiển thị không chỗ ỷ dựa, chỗ dẫn kiến thú hữu thừa cổ với tất cả người có kiến riêng khác, tranh luận xoay vần não hại lẫn nhau, đây gọi là do nhẫn kiến y thứ ba. Hai bộ đặc giả là tất cả đều không nhẫn thứ hai, đối với kiến của tất cả kẻ đều không nhẫn thọ trước, cũng không trụ vui thích, trụ tâm cầu hiểu mà đi đến chỗ người này. Sau khi nghe Phật và đệ tử Phật như thật hiện pháp thiện thuyết tỉ nại ra rồi, tự nói ta tất cả đều chẳng nhẫn thọ. Phật đệ tử Phật rõ biết người kia có ý cầu hiểu, tuệ hiểu biết mãnh lợi, tánh đủ kham nhiệm, tức dùng tâm nghĩ biết tâm người kia rồi, đối trước Bồ Đặc Già La mà hỏi rằng: ông đối với kiến của tất cả kẻ đều không nhẫn, vậy kiến đây cũng không nhẫn ư? Kia liền như thật đáp: đúng thế, Như Lai bèn nêu ra trong chánh pháp đây cũng có các chúng đệ tử như vậy. Ta thán khích lệ đối với kia, bảo rằng: ông cũng giống như nhiều người trong đây, chúng ta đối với tất cả các kiến thú, kể cả kiến chẳng nhẫn đều không nhẫn thọ. Ông nếu vậy cũng như người trong chúng đây, tức tất cả kiến y của các truyền và tùy miên đều vĩnh viễn đoạn trừ, và đời đương lai đều không khả năng lãnh thọ các kiến tạp nhiễm. Ông này cùng chúng đây chọn không sai khác, những người đồng kiến như vậy đã cực hiếm hoi. Ông đối với việc đây mà chuyển chút ít lại là hiếm hoi hơn. Nếu ở nơi tất cả chuyển cùng tùy miên đều kiến chẳng nhẫn, thì năng vĩnh viễn đoạn trừ kia, đối với tất cả kia rốt ráo không chấp giữ. Như vậy Như Lai, đệ tử Như Lai phương tiện khiến đệ tử ngoại đạo kia đối với tránh trí kiến phát sanh mong muốn thầm khởi niệm đây, ta quả không biết đệ tử Như Lai năng đoạn truyền cùng tùy miên như vậy. Như Lai biết người kia đối với tránh trí kiến sanh mong muốn rồi trở lại càng sanh tấn, biến phát tâm mong muốn của kia, khiến kia kính vương lãnh thọ. Như Lai vì mối khiến kia y chỉ hai lực đối trị là tư trạch và tu tập, vĩ viễn đoạn tất cả truyền và tùy miên, nên tuyệt thuyết pháp yếu, khiến đây đạt được trí kiến không điên đảo, tư duy suy xét. Những kẻ an trụ khác với chánh pháp năng trái bỏ tất cả truyền và tùy miên, đây có các kiến y năng khiến truyền chuyển xoay vần chia rẽ lẫn nhau, do nhân duyên đây đấu tranh não hại nhau, năng dẫn tất cả những điều vô nghĩa cho mình cho người. Các thánh đệ tử Phật đối với tất cả kia đều không chấp thủ, giả sử có người đến hỏi cũng không ký biệt. Quả sao thấy các lỗi lầm họa hoạn như vậy rồi, đừng được tư trạch mà xả ly các truyền,
do nhân duyên đây đối với kiến y kia năng vĩnh viễn hại diệt. Đối với kiến y còn sót thừa bởi nương tránh kiến cũng khiến kia không còn tồn tại. Kế đến người kia vì muốn vĩnh viễn đoạn trừ các triền nhổ bật tùy miên nên tu niệm tuần thân ở nơi thân hữu sắc, quán tánh vô thường ở nơi thân nhiễm trước, tịnh tu nơi tâm ở nơi phần vị các thọ của tự thân do môn vô thường quán tánh vô thường. Vì như thật rõ biết các danh sắc nên ở nơi các lậu tâm được giải thoát, quán thân hoại rồi đường lai các thọ thể đều đoạn diệt. Lại ở nơi thân đầy trụ tưởng sẽ hoại cho đến mạng đang tồn tại đây, thường năng lãnh thọ để hệ bùa của các thọ. Như vậy gọi là nương lực tu tập xả ly tùy miên. Nên biết trong đây do tham khỏe si khiến đời đương lai các khổ sanh hòa hợp trói buộc, cũng khiến hiện pháp khởi nghiệp tạp nhiễm, cũng khiến hần cầu sự nhiễm vị lai lại buông bỏ chấp thủ sự việc quá khứ rồi, chấp trước sự việc hiện tại đang hiện tiền. Lắm ý gọi là chống đối, lắm lời gọi là cãi vã. Do bà tổn não gọi là tổn hại, quán vô thường tướng đầy như đã thuyết ở trước trong phần thành phản địa. Lại nữa tu bất tịnh, từ và bi đối trị tham khỏe và hại. Vì chưa đoạn hẳn kia, vì trong sở y phẩm thô trọng của kia vẫn còn trùng tử, nên năng sanh kia, để chỗ thích hợp gọi là dục tham giới, khỏe giới và hại giới. Do có đây, đến lúc thuận theo cảnh dục, khỏe, hại hiện tiền, nhưng không như lý tác ý tư duy, ở nơi ba trùng cảnh, không như lý nắm giữ tướng hảo, tưởng phát sanh. Nếu tưởng đây sanh rồi do chấp kiên cố nên biết phát khởi hai chủng quá hoạn hiện pháp và hậu pháp. Trong đây sao gọi là chấp kiên cố, sao gọi là quá hoạn hiện pháp, sao gọi là quá hoạn hậu pháp? Nếu do lực tưởng đã sanh tăng thượng, tưởng tợ như trước hân cầu vui muốn phân biệt phát sanh nhiệt não tầm cầu sanh khởi, do nhân duyên đây gọi là tưởng chấp kiên cố. Lại khi tầm cầu ở nơi ba xứ đây, do đây làm nhận, đối với các hữu tỷ phát khởi tà hạnh hoặc cam chịu sở hữu yêu khổ năng sanh ở hiện pháp, do nhân trên đây gọi là có khổ hoặc không cam chịu, nhưng do kia đang hiện tiền nên gọi là có thiếu thốn. Lại có khổ và có thiếu thốn đây dụng hai thứ làm duyên: một, dụng tay đá dao gậy cùng lời thô của người khác làm tăng thượng duyên, do duyên đây gọi là có tai hại. Hai, lấy việc ăn chú tạp nhiễm bên trong làm tăng thượng duyên, do duyên đây gọi là có thiểu não. Như vậy gọi là quá hoạn hiện pháp, tức do nhân đây ở đời đương lai sanh đến các đường ác, như vậy gọi là quá hoạn hậu pháp. Lại đối với phẩm hắc đã lãnh thọ đây mà lại thêm chấp kiên cố, nên biết cũng như nhà bằng cỏ lau khô là chỗ nương tựa thêm sức cho lửa kia, như chủng trong thiện pháp đem lửa tà tưởng quăng vào trong ấy thêm sức cho lửa kia năng thiêu rụi. Nên biết bộ đặc giả la đây như trùng, tất cả thiện pháp đều bị thiêu hại. Nếu không chấp kiên cố nên biết thối lui hoại mất công đức thiện pháp. Trái với tất cả tướng trên, để chỗ thích hợp nên biết ra khỏi xa lìa tưởng không khỏe không hại, an trụ hết thảy thiện sai khác. Lại đối trong đây, tuệ văn tư tu năng khiến không chấp kiên cố phẩm hắc, năng khiến gìn giữ kiên cố phẩm bạch. Để quyết ba chủng diệu tuệ đây năng khiến chấp đắm kiên cố phẩm hắc, năng khiến không gìn giữ kiên cố phẩm bạch. Lại nữa, Như Lai có hai pháp rất hy hữu kỳ lạ: một, hiển thị tất cả pháp đều không có ngã; hai, hiển thị tất cả hữu tình mình làm người làm đều không hoại mất. Trong đây lược có hai chủng hữu tình: một, phẩm tại gia; hai, phẩm xuất gia. Hữu tình tại gia vì cầu tài bảo ban đầu mạnh mẽ phát giả hạnh gọi là phát khởi cõi. Đối với việc đây nếu chưa đạt được, thuận theo tinh tấn các tâm dũng mãnh vượt qua nhân duyên chướng ngại, tương so với trước kia gọi là thế lực cõi. Nếu đã đạt được, lúc bị hết thảy sự tổn hại của mũi ruồi, do thuận tinh tấn nên ở nơi chướng ngại kia mà không động chuyển, gọi là nhậm trì cõi. Tức các cõi đây, từ nơi chốn này đến nơi chốn khác, từ chưa xả bỏ đến đã xả bỏ, gọi là xuất lý cõi. Tức hữu tình kia, vì tài bảo nên có đầy đủ hai điều, đó là phát khởi gia hạnh không gián đoạn, ân trọng và gia hạnh không trì hoãn chậm chạp, gọi là dũng mãnh cõi. Hữu tình xuất gia trước vui xuất gia, vì cầu xuất gia nên sanh dục quyết định gọi là phát khởi cõi. Nương phẩm xuất gia đối với thiện pháp rộng lớn phải đạt được không kiếp nhược gọi là thế lực cõi. Ở nơi các khổ do trùng trùng rỉ lậu phát sanh, ở nơi các khổ do phát sanh siêng do phát sinh tinh tấn phát sanh, và ở nơi các khổ do các giới của thân không điều hòa phát sanh, không bị lùi mất hư hoại gọi là nhậm trì cõi.
ở nơi sự chứng đắc hạ liệt không sanh vui đủ gọi là xuất ly cõi, cho đến mạng còn tồn tại thường tu gia hạnh không gián đoạn, gia hạnh ân trọng gọi là dũng mãnh cõi. Như vậy tất cả các giới và tại sở hữu các phẩm loại cõi kia đều phải nên rõ biết. Lại nữa, ở trong các cõi được có hai chủng tánh cõi sai biệt. Những gì là hai? Một tánh loại khác của các cõi sai biệt, đó là nhãn giới khác, sắc giới khác, nhãn thức giới khác, như vậy cho đến ý thức giới khác. Hai tánh tự loại của các cõi sai biệt, tất cả cõi kia hoặc thuận thọ khổ, hoặc thuận thọ lạc, hoặc thuận thọ không khổ không lạc, do đây làm duyên năng sanh ba cõi. Lại nữa, do bốn nhân duyên nên biết kiến lập ba chủ, ba cõi, hai xuất ly cõi. Sao là bốn? Một, vì không xuất ly, xuất ly ngoại xứ. Hai, vì không xuất ly, xuất ly nội xứ. Ba, vì không rốt ráo xuất ly, rốt ráo xuất ly. Bốn, vì không tăng thượng mạng. Một, không xuất ly, xuất ly ngoại xứ. Nên biết trong đây dụng tham năm diệu dục bên ngoài làm duyên kiến lập dục giới. Tức do nghĩa xuất ly cõi đây, kiến lập sơ tịnh lự sang giới đầu tiên. Do nghĩa xuất ly tầm hỷ lạc nên kiến lập ba chủng tịnh lự cao hơn. Do nghĩa xuất ly chủng chủng, tánh tưởng sắc có đối ngại, kiến lập không vô biên xứ nhiếp lấy vô sắc giới. Do nghĩa xuất ly tưởng không thức, vô sở hữu kiến lập cõi cao hơn nhiếp lấy vô sắc giới. Như vậy vì nghĩa không xuất ly ngoại xứ, nên biết kiến lập ba cõi sai biệt. Hai, không xuất ly nội xứ. Trong sắc giới đầy đủ sáu nội xứ viên mãn, trong vô sắc giới đều đã siêu vượt nằm hữu sắc xứ, duy còn lại ý xứ. Ở trong diệt giới đều đã siêu vượt tất cả sáu xứ. Như vậy vì nghĩa không xuất ly nội xứ, nên biết kiến lập ba cõi sai biệt. Ba, không rốt ráo xuất ly, rốt ráo xuất ly trong sắc giới, chẳng phải ở đây rốt ráo xuất ly dục giới. Trong vô sắc giới, chẳng phải ở đây rốt ráo xuất ly sắc giới, nên biết cũng vậy. Nếu các hữu vi thảy đều tịch diệt, nên biết đây là rốt ráo xuất ly. Như vậy vì nghĩa không rốt ráo xuất ly nên biết kiến lập ba cõi sai biệt. 4. Không tăng thượng mạng. Do biết khắp nên biết kiến lập năm chủng sáu chủng các xuất ly cõi, như tam ma hí đa địa các đã biện tướng đầy. Lại nữa, nếu các bí xô chuyên trí vui tịch tĩnh xin tu trì quán được do năm tướng, nên biết tầm đầy gọi là đắc giải thoát. 1. Huân tu trì nơi tâm nương quán giải thoát các tùy phiền não phẩm chỉ. 2. Huân tu quán nơi tâm nương chỉ giải thoát các tùy phiền não phẩm quán. 3. Hai chủng chuyển vận song song để tầm tùy hoặc giải thoát tất cả sở hữu các hành kiến đạo sở đoạn. 4. Tức do đầy để giải thoát tất cả sở hữu các hành tu đạo sở đoạn trụ hữu dư y bát niết bản giới. 5. Giải thoát tất cả khổ các hành y trụ vô dư y bát niết bản giới. Tại ở trong thiện pháp tỷ nại gia lực có hai pháp rất hy hữu kỳ lạ của thầy và đệ tử. 1. Kiến bình đẳng tùy khỏi ngôn thuyết. 2. Kiến tối thắng tùy khỏi ngôn thuyết. Hai chủng như vậy trong pháp ngoại đạo đầy, trong pháp ngoại đạo đều chẳng thể có được vì sở tác sai biệt, vì xa lìa niết bàn. Lại nữa, ngu phu thế gian lược có hai chủng tướng ngu si. 1. Vui tích tập hành năng dẫn mình người hành nghĩa không lợi. 2. Ở nơi bốn xứ không được thiện xảo. 1. Năng dẫn hành nghĩa không lợi có bốn chủng tướng. Những gì là bốn? Vì năng sanh khởi bốn chủng khổ. 1. Khổ do người khác gây ra. 2. Khổ do bên trong gây ra. 3. Khổ do thời gây ra. 4. Khổ do thân gây ra. Khổ do người khác gây ra, hoặc có dịch bệnh do phi nhân làm, hoặc có tai họa do người làm, hoặc đã bị bức bách, hoặc sợ sẽ bị bức bách, hoặc đối với sự việc chưa bức bách mà sanh hãi sợ. Như vậy gọi là do người khác tăng thượng phát sanh các thứ khổ. Khổ do bên trong gây ra, các giới trái nhau là nhân duyên sanh ra tật bệnh, gọi là tai họa. Điều yêu thích bị biến hoại, điều mong cầu bị thiếu thốn phát sanh tầm nhiễm não, gọi là yêu não. Như vậy gọi là do bên trong tăng thượng phát sanh các thứ khổ. Đây lại nên biết như trước, hoặc đã bị bức bách, hoặc sợ sẽ bị bức bách, hoặc đối với việc chưa bức bách mà sanh hãi sợ. Khổ do thời gây ra, các phẩm loại khổ như vậy, quá khứ đã gặp, vị lai sẽ gặp, hiện tại nay gặp. Như vậy gọi chung là do thời sai khác phát sanh các khổ. Khổ do thân gây ra, tự mình tập hành tà hạnh làm nhân năng khiến phát sanh khổ. Do nhân duyên đây cũng khiến người hành như vậy, năng khiến phát sanh khổ, như vậy gọi là do thân phát sanh các thứ khổ. Nên biết trong đây ba chủng khổ trước gọi là năng dẫn bản thân hành nghĩa không lợi, một chủng khổ sau gọi là năng dẫn người hành nghĩa không lợi. 2. Bố xứ không được thiện xảo, tức là ở trong các cõi các xứ, duyên khỏi và xứ phi xứ, đều không thể thông đạt rõ biết,
trái với tướng trên nên biết tức là hai tướng thông tuệ. Lại do vô sắc ý xứ, tự loại sở y sở duyên, điều chuyển sai biệt nên biết kiến lập có 18 cõi. Do nằm sắc xứ, thể tánh sở y an lập, vận chuyển trong ruồi sai biệt nên biết kiến lập 6 giới hữu dư. Thể tánh sở y an lập sai biệt tức là 4 địa. Thể tánh sở y vận chuyển sai biệt tức là không giới. Thể tánh sở y dòng ruồi sai biệt tức là thức giới. Do nghĩa nương tựa tầm tư và tưởng phẩm nhiễm phẩm tịnh nên biết kiến lập 6 cõi hữu dư, đó là dục, khỏe, hại, gồm cả đối trị kia. Do nghĩa nương tựa tham sân si phược nên biết kiến lập 6 cõi hữu dư, đó là khổ, lạc, ưu, hỷ, xả và vô minh. Nếu phi lý tác ý tư duy, tức liền say khỏi tầm tư tả tưởng. Nếu như lý tác ý tư duy, tức liền say khỏi tầm tư tránh tưởng. Lại do nghĩa ba cõi nhiễm tịnh, hai phẩm vào khắp hành, nên biết kiến lập 4 cõi hữu dư, đó là 4 uẩn được nhiếp bởi danh. Lại do sự nhiễm sự tịnh, tức bất tịnh, thanh tịnh đầy tăng thượng. Như trước đã thuyết nghĩa không xuất ly, xuất ly ngoại xứ, nên biết kiến lập 3 cõi hữu dư, đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Như trước đã thuyết nghĩa không xuất ly nội xứ, nên biết kiến lập 3 cõi hữu dư, đó là sắc giới, vô sắc giới và diệt giới. Lại do nghĩa hay sự xuất ly, không xuất ly nội ngoại xứ tăng thượng, tức lắng nghe chánh pháp hoặc bất chánh pháp, như lý tư duy hoặc chẳng như lý tư duy, đường ba chục ngôn sự sai biệt, nên biết kiến lập 3 cõi hữu dư, đó là cõi quá khứ, cõi vị lai và cõi hiện tại. Lại do nghĩa sở trì các khổ phiền não, phẩm thượng trùng hạ, nên biết kiến lập 3 cõi hữu dư, đó là cõi thấp kém, cõi trung và cõi diệu. Hoặc có khổ và phiền não phẩm thượng gọi là cõi thấp kém, hoặc có khổ và phiền não phẩm trung gọi là cõi trung, hoặc có khổ và phiền não phẩm hạ gọi là cõi diệu. Như vậy biết khắp cõi thấp kém, trung, diệu. Lại do nghĩa xa lìa nhân duyên và do nghĩa tù tập đối trị đầy nên biết kiến lập 3 cõi hữu dư, đó là cõi thiện, cõi bất thiện và cõi vô ký. Lại do tu thiện thanh tịnh sai biệt nên có nghĩa khuyết phược, nghĩa không phược, nghĩa đủ phược, nên biết kiến lập 3 cõi hữu dư, đó là cõi học, cõi vô học và cõi phi học, phi vô học. Lại do nghĩa hàng hữu học, vô học và các ngu phu kia, hoặc cùng chung không cùng chung, thành tựu pháp thế, xuất thế, nên biết kiến lập 2 cõi hữu dư, đó là cõi hữu lậu và cõi vô lậu. Lại do nghĩa thế gian, xuất thế gian kia, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc hữu thượng vô thượng sai biệt, nên biết kiến lập 2 cõi hữu dư, đó là cõi hữu vi và cõi vô vi. Tất cả đều vì hướng đến niết bàn, đều lấy niết bàn đây làm biển cuối cùng cho sự tu tập thành thục phạm hạnh. Cho nên vượt quá đây thì không kiến lập cõi, lại sở hữu thiện xảo về tướng của các xứ duyên khởi và xứ phi xứ, nên biết như đã biện ở trước trong thành văn địa. Lại nếu được thuyết tướng thiện xảo của xứ và phi xứ, đó là hoặc đương hành hướng đến năm đường, hoặc đương hành hướng đến niết bàn. Tất cả hành đây đều có ba chủng là thấp kém, trung bình, thủ thắng. Hành hướng đến đường ác gọi là thấp kém, hành hướng đến đường thiện gọi là trung bình, hành hướng đến niết bàn gọi là thủ thắng. Vì cớ sao? Vì tận cùng của hành hướng đến đường thiện đây, tức hành tất cả thiện không sót thừa, mới năng chiều cảm sự viên mãn cùng tột của thế gian. Đó là năng cảm được thân chuyển đơn vương, hoặc thần đế thích, hoặc thần ma la, hoặc thần đại phạm. Lại không có bồ đặc giả la thứ hai, hoặc nam hoặc nữ sánh được với thân trên. Hành hướng đến niết bàn nên biết năng trực pháp tánh thắng vượt hơn so với tất cả hữu tỉnh. Đó là thành văn bồ đề, độc giác bồ đề và vô thượng bồ đề. Nhưng chư Phật Như Lai so với tất cả kia lại càng tối thắng. Tất cả bồ đặc giả la trong tam thiên đại thiên thế giới không người sánh xứng. Lại người sở hữu an trụ bồ đề có ít công đức, nếu so với người thế gian thành tựu vị tăng thượng còn là thủ thắng hà huống Như Lai. Việc kia lại thế nào? Đó là ở nơi xứ đây bồ đặc giả la có đầy đủ chánh kiến, không đang hiện hành thành tựu vị thế gian tăng thượng, mà các loại dị sanh kham nhiệm hiện hành nên biết tất cả nhị kình đã rộng thuyết. Lại nữa Ốt Đà Nam nói, tự tánh cùng nhân duyên kiến nhiễm số thủ thú chuyển sai khác đạo lý tịch tĩnh sau quan sát. 1. Tự tánh các thọ phải nên rõ biết. 2. Nhân duyên các thọ phải nên rõ biết. 3. Ở nơi thọ sanh khởi chánh kiến phải nên rõ biết. 4. Ở nơi thọ sanh khởi tạp nhiễm phải nên rõ biết. 5. Ở nơi thọ bồ đặc giả la năng lãnh thọ có hai lực là tư trạch không tư trạch sai biệt phải nên rõ biết.
6. Ở nơi thọ Bồ Đạc Xà La giải thoát không giải thoát, phẩm lưu chuyển sai khác phải nên rõ biết. 7. Đạo lý các thọ đều là khổ phải nên rõ biết. 8. Các thọ tịch tĩnh, dừng nghỉ sai biệt phải nên rõ biết. 9. Ở nơi thọ quan sát các tướng thọ phải nên rõ biết. 1. Tự tánh, nói tóm được 3 thọ là tự tánh thọ. 2. Nhân duyên, 3 phẩm loại xúc là nhân duyên thọ. 3. Ở nơi thọ sanh khởi chánh kiến, các thọ lạc vì pháp biến hoại, vì nương tựa tham, vì tham là nhân các khổ tương lai, do đây nên quán thọ lạc là khổ. Nếu các thọ khổ lúc hiện tại tiền tánh não hại, như chúng tên độc mà chưa nhổ được, do đây nên quán thọ khổ như tên. Thọ không phải khổ lạc, vì đã diệt hoại tức vô thường, vì đang lúc hiện tiền tức pháp diệt, vì cả hai lúc lại năng thuận theo tiếp nối. Do đây nên quán thọ không phải khổ lạc, tánh là vô thường, tánh là pháp diệt. Như vậy ở nơi thọ mà sanh khởi chánh kiến, năng tùy nhập vào chỗ có các thọ, thảy đều là khổ. 4. Ở nơi thọ sanh khởi tạp nhiễm, ở trong thọ lạc có tham tùy miên, ở trong thọ khổ có sân tùy miên, ở thọ không phải khổ lạc có vô minh tùy miên. Đây gọi là ở nơi thọ phát khởi tạp nhiễm, ở nơi phần vị của sở hữu các thọ hiện tiền như lạc, tất cả đều chưa đoạn trừ sự đuổi theo ngủ ngầm của phiền não tùy miên. Do duyên kia sở hành mỗi mỗi riêng khác nên các chuyển sanh khởi. Đây về sau có phiền não tùy miên đuổi theo trói buộc, tức gọi là ở nơi kia tương tục tùy miên. Vì muốn vĩnh viễn hại các tùy miên nên tu phạm hạnh thuần thục, chẳng phải chỉ vì trừ khiển nhân duyên các chuyển. 5. Ở nơi thọ Bồ Đạc Già La năng lãnh thọ, có hai lực là tư trạch không tư trạch sai biệt. Bồ Đạc Già La không có lực tư trạch, lúc lãnh nạp thọ khổ tâm rất ưu buồn, tức là lúc hoặc thân hoặc tâm hiện tiền lãnh nạp thọ khổ đây, còn lại thọ lạc, thọ không phải khổ lạc vì chưa đoạn trừ, nên tùy theo đó mà tương ưng. Do đây gọi là hiện thấy đầy đủ hầm thọ tối tăm mà khó đến được tận đáy. Bồ Đạc Già La có lực tư trạch nên biết tất cả trái với tướng trên. 6. Ở nơi thọ Bồ Đạc Già La giải thoát không giải thoát, phẩm lưu chuyển sai khác. Bồ Đạc Già La nơi các thọ tâm chưa giải thoát, hoặc chỉ ở nơi thọ khổ lãnh nạp trọn vẹn, giống như một người chúng hai mũi tên độc, hai mũi tên tức dụ cho bà thọ, hoặc tâm nhiễm ô lãnh nạp, tức là do tham sân si, hoặc tương ứng lãnh nạp, tức là do khổ sanh. Như vậy kẻ kia, vì ở hiện pháp có khổ phẩm thượng, vì ở hiện pháp có các tạp nhiễm, vì ở hậu pháp có các khổ, do vậy ở nơi các xứ mà lãnh thọ nhiễm não của chúng. Lại Bồ Đạc Già La ở nơi các thọ tầm giải thoát, nên biết tất cả trái với tướng trên. Nhưng đây có sự sai biệt ở chỗ, tức lãnh nạp đầy đủ ba thọ. Lại nếu có thọ lưu chuyển ở trong chỗ nương, sanh rồi hư hoại tiêu tán, nhanh chóng biến đổi suy tàn, không trải qua nhiều thời tương tọa tương tục mà chuyển, nên quán thọ đây giống như gió xoáy. Nếu có các thọ lưu chuyển trải qua ít thời, dừng lại tương tục tương tọa, không nhanh chóng biến hoại, nên quán thọ đây như sắp lại khách trọ trong nhà trọ. Lại tự tánh các thọ kia nương tựa phẩm nhiễm tịnh riêng khác, nên biết gọi là phẩm loại thọ sai biệt. Thọ có mùi vị là các thọ thế gian, thọ không mùi vị là các thọ xuất thế gian. Thọ nương đắm say vui thích là các thọ nhiễm ô ở năm diệu dục. Thọ nương ra khỏi xa lìa là các thọ đồng hành các thiện định địa, thiện bất định địa do tất cả xuất ly, viễn ly sanh khởi. 7. Đạo lý các thọ đều là khổ, đó là các thọ khổ, tất cả chúng sanh hiện tiền đều biết là khổ, nên không giả mượn thành lập. Hai thọ còn lại do hai nhân duyên nên biết là khổ, đó là thọ chẳng phải khổ lạc và các hành năng thuận theo thọ đây, do vô thường nên biết là khổ. Thọ lạc và các hành năng thuận theo thọ đây, do pháp tánh biến hoại nên biết là khổ, do đạo lý đây nên biết các thọ thảy đều là khổ. 8. Các thọ tịch tĩnh dừng nghỉ sai biệt. Các thọ kia nên biết được có ba chủng tịch tĩnh. 1. Do nương thượng định địa nên các thọ ở hạ địa đều được tịch tĩnh. 2. Do tạm thời không hiện hành mà được tịch tĩnh. 3. Do đường lai rốt ráo chẳng chuyển mà được tịch tĩnh, nên biết trong đây tạm thời không hành chuyển gọi là tịch tĩnh, khiến đề rốt ráo thành pháp không hành chuyển gọi là dừng nghỉ. Vui luận nói tức là rộng sanh khởi nói năng luận bàn, nhiễm ô vui muốn chuyển chuyển pháp khởi trùng trùng luận bàn gọi là ngôn ngữ. Ngôn ngữ như vậy nếu tránh chứng nhập định sở tịnh lợi tức liền tịch tĩnh. Lại tầm tứ thô năng phát ngôn ngữ, hoặc người chưa đắc định hoặc người đã đắc rồi từ định khởi năng phát ngôn ngữ thì chẳng phải đang tại định. Người ở tại định tuy có tầm tứ vi tế tùy chuyển mà không năng phát ngôn ngữ,
cho nên ở vị đây gọi là tất cả ngôn ngữ tịch tĩnh, đây gọi là môn nghĩa giải biệt thứ nhất. Lại thấy du dọa ở nơi tham sân si, thấy sầu quá hoạn, lãnh nạp, các thọ an trụ để hệ buộc của tham sân si, luôn luôn biết khắc, luôn luôn đoạn diệt tham sân si kia, cho nên ở nơi tham sân si tâm đầy được lìa nhiễm giải thoát. 9. Ở nơi thọ quan sát các tướng thọ, do bảy hành ở trong các thọ quán bảy tướng thọ, 1. Quán tự tánh các thọ, 2. Nhân duyên lưu chuyển hoàn diệt hiện tại, 3. Nhân duyên lưu chuyển tương lai, 4. Nhân duyên hoàn diệt tương lai, 5. Nhân duyên tạp nhiễm, 6. Nhân duyên thành tịnh, 7. Thành tịnh. Lại nữa, Út Đà Nam nói, thọ sanh khởi liệt thảy tướng sanh sai khác của thọ, kiến thảy là tối thắng, biết sai biệt hỏi đáp. Tất cả hữu tình nên đoạn các thọ, tóm lược có ba nhân duyên khiến các thọ được sanh khởi. 1. Duyên dục, đó là ở đời vị lai. 2. Duyên tầm, đó là ở đời quá khứ. 3. Duyên xúc, đó là ở đời hiện tại, cảnh giới hiện tiền. Sao gọi là tất cả hữu tình? Chúng hữu tình được có 8 chủng. 1. Chúng tại gia. 2. Chúng xuất gia. 3. Chúng chưa lìa tham đối với các dục. 4. Chúng đã lìa tham đối với các dục. 5. Chúng chưa lìa tham sở tịnh lự. 6. Chúng đã lìa tham sở tịnh lự. 7. Chúng các ngoại đạo chưa lìa tham sở tịnh lự trở lên cho đến phi phi tưởng xứ, năng nhập định thế gian, đầy đủ tà kiến cho đến tà giải thoát trí. 8. Chúng ở trong nội pháp năng nhập định thế gian, đầy đủ chánh kiến cho đến chánh trí giải thoát, và chúng an trụ nội pháp năng nhập định xuất thế gian. Rồi biết khắp các thọ mà 8 chúng đây, nương năng lãnh nạp các thọ để biết thấu nhiếp khắp các chúng hữu tình. Lại, chúng tại gia hoặc chúng xuất gia ở trong các dục mà chưa lìa tham, do ba nhân duyên khiến các thọ nhiễm ô được sanh khởi. 1. Do lực nhiễm trước. 2. Do lực tác ý. 3. Do lực cảnh giới. Nên biết trong đây, các kẻ tại gia tùy cầu các dục để thọ dụng, phát sanh vui muốn là do lực nhiễm trước, tức không như lý tư duy. Việc đã từng lãnh thọ trước kia là do lực tác ý, đối với cảnh giới đang hiện tiền, lại hiện tại thọ dụng là do lực cảnh giới, nên biết bộ đặc giả là như vậy. Vì duyên dục, duyên tầm, duyên xúc hiện hành, nên chẳng được tịch tĩnh, lấy đây làm duyên phát sanh ba thọ. Lại do ban đầu dục, tầm, xúc, nhiễm ô hiện hành, nên lãnh nạp duyên kia sanh khởi các thọ. Nếu kia sanh rồi, nhiễm trước không xả, cũng không trừ khiển. Như vậy, thọ kia trường thời tương tục lưu chuyển chẳng dứt, chẳng được tịch tĩnh. Vì duyên không tịch tĩnh, trường thời tương tục lãnh nạp các thọ. Lại dục tầm xúc kia vì ban đầu trường thời tương tục hằng hiện hành. Vì duyên kia phẩm kia, chỗ có phiền não rời trong sự tương tục, chưa vĩnh viễn đoạn trừ, nên gọi là duyên không tịch tĩnh, đây gọi là môn nghĩa giải biệt thứ hai. Những người xuất gia chưa lìa tham, ở nơi các dục năng xả bỏ, nên lực nhiễm trước, nhiếp thọ dục tùy được tịch tĩnh mà được tác ý, và được cảnh giới nhiếp thọ hoặc tầm hoặc xúc chưa tịch tĩnh. Do nhân duyên đây, tùy kia sống một mình mà chưa khéo tu đối trị tầm, chưa hành ly dục tất cả. Đối với cảnh tưởng lãnh thọ, có tác ý tầm tư không như lý hiện hành. Đối với các cảnh giới thắng diệu hiện tiền, có xúc hiện hành. Như thế dục đã được tịch tĩnh, còn lại tầm và xúc chưa tịch tĩnh. Nếu ở nơi tầm tư thấy sâu quá thất, đã khéo tu đối trị kia rồi, mà chưa hành rốt ráo ly dục tất cả, do nhân duyên đây, tầm đã tịch tĩnh, chỉ còn xúc chưa được tịch tĩnh. Nên lúc gặp cảnh thắng diệu hiện tại tiền, các xúc nhiễm ô liền lại sanh khởi. Nếu người ở nơi các dục đã lìa tham, nên biết tất cả đều được tịch tĩnh, đây gọi là môn nghĩa giải biệt thứ nhất. Lại có một loại ở trong các dục chưa lìa tham, ở nơi các dục sở hữu tham dục chưa vĩnh viễn đoạn trừ, ở nơi các tầm nhiễm xúc chưa vĩnh viễn đoạn trừ, do đây tất cả đều trừ tịch tĩnh. Nếu ở nơi các dục tham cõi dục đã đoạn, chứng sở tịnh lự, bấy giờ dục đã tịch tĩnh mà tầm chưa tịch tĩnh. Nếu ở sở tịnh lự đã lìa tham cho đến phi tưởng, vì phi tưởng xứ chưa lìa tham, thì hai thứ dục và tầm đã tịch tĩnh, nhưng xúc chưa tịch tĩnh, vượt qua hữu đảnh, tất cả đều được tịch tĩnh, đây gọi là môn nghĩa sai biệt thứ hai. Lại chúng ngoại đạo năng nhập định thế gian, đầy đủ tà kiến cho đến tà giải thoát trí, do kia làm duyên sanh khởi các thọ, nên ở nơi kia có sự nhiễm trước, lại do phẩm phiền não tùy phước kia, nên duyên không tịch tĩnh như vậy mà các thọ sanh khởi. Lại chúng trụ nội pháp năng nhập định thế gian, đầy đủ chánh kiến cho đến chánh giải thoát trí, do kia làm duyên sanh khởi các thọ, nên ở nơi kia có sự nhiễm trước, lại do phẩm phiền não tùy phước kia, nên duyên không tịch tĩnh như vậy mà các thọ sanh khởi.
lại chúng an trụ nội pháp năng nhập định xuất thế gian. Nếu nương hướng đạo chuyển chuyển việc mình chưa rốt ráo nên phát khởi các dục, đó là vì đắc điều chưa đắc, vì chứng điều chưa chứng, vì xúc điều chưa xúc, mong cầu như vậy, ta ở xứ đây lúc nào sẽ đắc, nói rộng như trước, dục tầm xúc chưa tỉnh tĩnh, do đây làm duyên, nên lúc bấy giờ các thọ sanh khởi. Nếu ở nơi việc mình đã được rốt ráo, dục được tịch tĩnh, do duyên tịch tĩnh, liền có các thọ tịch tĩnh bậc nhất, không gì vượt hơn sanh khởi. Người kia ở nơi tất cả sở hữu các thọ, như thật rõ biết phương tiện ra khỏi xa lìa, cho nên ở trong các sa môn đệ nhất nghĩa được chấp nhận là sa môn, ở trong các phạm trí được chấp nhận là phạm trí. Nếu không rõ biết phương tiện ra khỏi xa lìa các thọ kia, nên biết ở trong các sa môn đệ nhất nghĩa đều không chấp nhận cho kia là sa môn phạm trí. Nên biết trong đây tất cả các thọ không có khác biệt, đều từ xúc làm duyên, lại tức duyên dục đầy, cũng là duyên tầm, cũng là duyên cảnh giới ngu si nhiếp lấy vô minh, cũng là duyên ấy. Như vậy tất cả đều không tránh tư duy và rơi trong sự tương tục của phẩm phiền não, lấy đó làm tập kia, do đây diệt nên kia cũng tùy diệt. Đạo tránh kiến nên biết gọi là năng hướng đến diệt hành. Lại nữa, các thánh đệ tử trụ thần tác chứng xa lìa hỉ, năng đoạn năm pháp, năng tu năm pháp khiến được viên mãn, nên biết tướng đầy như tam ma hí đa địa trước đã rộng biện. Lại hỉ lạc xả, phẩm liệt trung thắng, đó là ở dục giới và ở bốn tịnh lự, nhiều chỗ thích hợp nên biết tướng đầy. Lại vì xả ở đệ tứ tịnh lự địa đều xa lìa tất cả quá hoạn, nên gọi là thiện thành tịnh. Nếu xả của các địa cao hơn, lại có thể lập là thủ thắng không ái vị. Lại nữa, do mười chủng tướng nên biết sự sai khác của các thọ. Một, thắng nghĩa sai khác. Hai, sở in lưu chuyển sai khác. Ba, tự tướng sai khác. Bốn, tánh tận sở hữu sai khác. Năm, tự tướng phẩm loại sai khác. Sáu, môn lưu chuyển sai khác. Bảy, môn tạp nhiễm sai khác. Tám, sở trị năng trị sai khác. Chín, thời sai khác. Mười, sát na chuyển chuyển sanh khởi sai khác. Trong đây nếu có người không hiểu biết nói lời như vậy, thọ chỉ có hai chủng, chỗ gọi là khổ và lạc. Tùy lại nói có không khổ không lạc, nhưng chỗ hiện là khổ lạc vô tánh. Cho nên Thế Tôn đưa khổ lạc tịch tĩnh như vậy mà giải thuyết là có. Thế Tôn vì muốn khai thị khiến kia hiểu nên nói lời như vậy. Lạc có hai chủng, chỗ gọi là dục lạc và xa lìa lạc. Xa lìa lạc đây lại có ba chủng. Một, liệt lạc. Hai, trung lạc. Ba, thắng lạc. Liệt lạc từ vô sở hữu xứ trở xuống. Trung lạc, đệ nhất hữu. Thắng lạc, tưởng thọ diệt. Đã có là lý thọ lạc, cũng gọi là tịch tĩnh. Đó là ở trong sơ nhị tam tịnh lự. Thọ không phải khổ lạc cũng gọi là tịch tĩnh. Đó là ở đệ tứ tịnh lự trở lên cho đến hữu đảnh. Tất cả thọ không cũng gọi là tịch tĩnh. Đó là tại diệt định. Nhưng trong phạm vi đệ nhất nghĩa, Phật Thế Tôn thuyết có ba chủng lạc tịch tĩnh hơn cả. Đó là các bí xô tầm ở nơi tham đầy, lìa nhiễm giải thoát. Như ở nơi tham thì ở nơi sân, ở nơi si nên biết cũng vậy. Như vậy tất cả tổng có ba lạc. Một, lạc phải xa lìa. Hai, lạc cần tu tập trụ hữu thượng. Ba, lạc tối cực rốt ráo giải thoát trụ vô thượng. Lạc phải xa lìa là lạc của các dục. Lạc cần tu tập là các lạc từ sự tịnh lự cho đến hữu đảnh. Lạc trụ hữu thượng là diệt tận định, đây cũng gọi là lạc nên tu tập. Lạc tối cực rốt ráo giải thoát trụ vô thượng là như trước thuyết ba lạc thủ thắng hơn cả. Chẳng phải dựa theo thọ lạc mà nói ở diệt tận định có lạc, nhưng vì đoạn trừ thọ lạc nên gọi là lạc. Lại trụ lạc đây thật thủ thắng, lại tức đường định đây mà hữu lạc khả đắc nên gọi là lạc. Như có người từ định khởi rồi có chỗ lãnh thọ tác lại như vậy. Ta đã trụ nhiều sắc loại tịch tĩnh lạc trú tối thắng như thế, do nương đầy nên gọi là hữu lạc. Lại nữa, nếu có bí xô, nương tựa sắc loại kiến văn cùng hữu tưởng lạc được không gián đoạn, theo đó thu được các lậu vĩnh viễn tận nên biết kiến đầy gọi là kiến tối thắng, cho đến hữu đầy gọi là hữu tối thắng. Từ vô ngã kiến lại chẳng tìm cầu kiến thủ thắng khác ngoài vô thường kiến, tức đây không gián đoạn, tùy thu được lậu tận. Cho nên kiến đây gọi là kiến tối thắng. Đã nương tựa kiến đây, lại do bốn môn mới năng theo đó thu được các lậu vĩnh viễn tận. Một, hoặc theo người lắng nghe chánh pháp. Hai, hoặc nương bốn lạc trú hiện pháp. Ba, hoặc nương ba chủng tưởng định, đó là từ không vô biên xứ cho đến vô sở hữu xứ. Bốn, hoặc hữu cõi trời, hoặc hữu cõi người, từ đây mà biết lắng nghe đây so với lắng nghe khác. Lạc đây so với lạc khác, tưởng đây so với tưởng khác, hữu đây so với hữu khác, nói là tối thắng.
Lại nữa, do khắp rõ biết nên biết khắp các sự. Ở nơi khổ đế đầy được giải thoát khắp, ở nơi tập đế đầy được giải thoát thủ thắng, và diệt đế đầy năng tránh tác chứng, ở đạo đế đầy năng tránh tụ tập. Đối với biên khổ chân tránh năng tùy đắc, tức là ở khổ đế được giải thoát khắp, ở nơi các lậu tận năng tùy chứng đắc, tức là ở nơi tập đế được giải thoát thủ thắng, nên chán, nên lìa, nên giải thoát, tức là ở diệt đế năng tránh tác chứng, ở nơi vô thường tùy quán trụ, tức là ở đạo đế năng tránh tu tập. Lại do mười tướng để rõ biết cảnh sự xài biệt. Một, các hành đã sanh hệ thuộc mạng càn trụ vững nhân xài biệt. Hai, các hành hữu sắc vô sắc chuyển chuyển nương nhau trụ vững lưu chuyển xài biệt. Ba, các hành vô sắc nhập môn pháp tánh vô thường xài biệt. Bốn, tâm các tạp nhiễm ý xứ xài biệt. Năm, tất cả các hành tất cả phẩm lại đều chung là khổ xài biệt. 6. Nghiệp tịnh bất tịnh, quả môn thọ dụng sai biệt. 7. Ngàn mé của sở hành hữu thức hỷ lạc sai biệt. 8. Ngàn mé chỗ nương ái khỏe sai biệt. 9. Ngàn mé nơi sanh đến vui thích chấp đắm ẩn dấu an trụ của hữu tình sai biệt. 10. Ngàn mé chỗ nương đạ vào cõi ác sai biệt. Lại sự phẩm thành tịnh nên đạt được, nên tu tập tăng thượng, có 10 chủng sai biệt khác nhau. 1. Tu tập thiện pháp không gián đoạn tăng thượng có vô biên sai biệt. 2. Ý chỉ tâm giải thoát, tuệ giải thoát sai biệt. 3. Ngăn mé thắng tà ma địa sai biệt. 4. Ngăn mé ở nơi tất cả cảnh sở trì tâm bị trói buộc sai biệt. 5. Giải thoát phương tiện sai biệt. 6. Giải thoát sai biệt. 7. Hiểu biết hết thảy nghĩa chân thật sai biệt. 8. Hiện tiền hiểu biết hết thảy sau thọ học ba học sai biệt. 9. Hiện pháp lạc trú lúc đang học, lúc đã học sai biệt. 10. Tránh chứng thần thông rộng hành sai biệt. Lại nữa, tức nương sai biệt đã thuyết như trên nên sanh khởi luận hỏi. Người nêu vấn đề tức vì chưa rõ nghĩa lý, người trả lời tức là đã rõ nghĩa lý, nên biết trong đây do bốn nhân duyên chẳng nên cùng luận bàn với người năng thỉnh hỏi. Do bốn nhân duyên chẳng nên cùng luận bàn với người năng trả lời. Bốn chủng trước, một ở nơi hiện lượng, tức là khi người trả lời chỉ bày hiện lượng thảy mà người thỉnh hỏi không lãnh thọ thông hiểu. Hai, ở nơi đúng lý, khi người trả lời chân chánh thì thiết phân biệt so sánh mà người thỉnh hỏi không lãnh thọ thông hiểu. Ba, ở nơi nhân, cần yếu phải tự tu hành tự nhiên sẽ hiểu rõ và người thỉnh hỏi không lãnh thọ thông hiểu. Bốn, ở nơi trọng phải nhân, bậc luận tránh trí thần cận tự diễn thuyết mà đối với trí giáo đây người thỉnh hỏi cũng không lãnh thọ thông hiểu, cho nên đối với người năng thỉnh hỏi như vậy thì không nên cùng luận bàn. Bốn chủng sau, một tất cả hành đều là vô thường, tất cả các pháp đều không có ngã, tất cả nơi sanh đến đều chẳng đáng vui, nghiệp tịnh bất tịnh chọn không hoại mất, đây là một hướng trả lời. Hai, hoặc nghiệp do cố tư duy gây tạo sẽ lãnh thọ khổ, đây chẳng phải một hướng trả lời. Hoặc thành tựu xả ở trong hiện pháp quyết định bát niết bàn, đây cũng chẳng phải một hướng trả lời. Ba, hoặc có người hỏi rằng tạo tác nghiệp rồi đến cõi thiện chăng, nên hỏi lại rằng ông hỏi nghiệp nào. Nếu có người hỏi rằng tu tập đạo rồi đắc niết bàn chăng, nên hỏi lại rằng ông hỏi đạo nào, là thế gian hay là xuất thế gian. 4. Người luận trả lời trực tiếp, tức là nương theo tất cả sở hữu kiến thú, như vậy gọi là bốn chủng chân chánh trả lời người hỏi, gọi là khéo năng trả lời, nên có thể cùng luận bàn, trái với tướng đây không nên cùng luận bàn. Lại nữa, chư Phật Như Lai có hai ký biệt, một cùng ngoại đạo, hai không cùng. Cùng ngoại đạo, ký các đệ tử sẽ sanh đến nơi đó. Không cùng ngoại đạo, chọn chẳng ký biệt có người sanh. Có hai chỗ nương khiến lửa thức cháy mạnh. Một, ái vi tế. Hai, danh sắc thô. Nếu thức do ái dục giới và ái sắc giới sanh khởi, thì danh sắc làm chỗ nương. Ái nếu dừng dứt, thì thức đầy trụ tương tục tùy chuyển cho đến giới hạn thọ lượng. Nếu thức do ái vô sắc giới sanh khởi, chỉ duyên danh đầy mà được trụ vững. Ái nếu đoạn diệt, thì thức trụ tương tục tùy chuyển cho đến giới hạn thọ lượng. Lại ở sắc giới, ái đây làm chỗ nương sanh thức trùng hữu, tức ái làm chỗ nương khiến ở trùng hữu bát niết bàn tạm an trụ như vậy. Ái đây nếu đoạn trừ, tức bấy giờ thức ấy tàn diệt. Lại có hai chủng ý sanh thân, một ý sanh thân sắc giới, hai ý sanh thân vô sắc giới. Đây do định điện, môn ý phương tiện mà năng tập thành hai sanh thân. Lại trừ Như Lai, lược có hai chủng khéo tránh luận người. Một, năng tránh không nên ký, nên tác luận bất định. Hai, năng tránh nên ký, nên tác luận bất định. Như thuyết nghĩa riêng của hỷ lạc sắc, thì nghĩa riêng của hỷ lạc thủ, nên biết cũng vậy.